Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào các bạn. Hôm nay team bọn mình lại có 4 người. Thì và vấn đề luôn là hôm nay mấy đứa có muốn đi thực hiện thử thách không? Có. Thì hôm nay nhân tiện là team trẻ trâu bọn mình toàn là những cái thanh niên biết bơi ấy, thì hôm nay mình quyết định sẽ dẫn mấy đứa này đi thực hiện thử thách dưới nước các bạn ạ. Ơi nhá. Hả? Thì bọn em biết bơi nhưng mà bọn em có phải cá đâu mà ở dưới nước. Anh Thái đừng có ảo tưởng sức mạnh về bọn em quá. Bọn em thích đấy. Mấy đứa ăn bánh trung thu nhiều quá bây giờ lú rồi phải không? Anh có bảo mấy đứa là xuống dưới nước ở đâu mà hôm nay nhá, bọn mình chỉ thực hiện thử thách ở dưới nước thôi, có mặt của nước thôi các bạn ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ thử thách sống trên mặt nước, chúng ta sẽ được đi vi vu trên con thuyền ở dưới sông để tham quan cảnh núi rừng hùng vĩ đấy, cảnh nước non của quê mình. Cái sông đấy em tắm chán rồi. Còn các bạn fan của Thái Chuối làm gì đã được biết cái con sông này đâu. Thì trong cái clip này các bạn cùng theo dõi xem bọn mình sẽ làm gì trong cái thử thách lần này ở trên mặt nước các bạn nhá. Và các bạn nhớ like và chia sẻ video cho bọn mình nhé. Bây giờ mấy đứa sẽ phải đi chuẩn bị đồ đạc đi để thực hiện thử thách. Đi thôi, mỗi đứa một Let's go. Các bạn ơi, mình cầm một tay lưới nhá. Mình chỉ lấy một tay lưới to thôi. Hôm nay bọn mình ít người, lấy một tay lưới chắc đủ ăn rồi. Nó mặc rồi các bạn ạ. Ok, xong rồi. Mình lấy bếp nướng để tí nướng cá đấy các bạn nhá. Mình con gái mình lấy áo phao các bạn ạ. Mấy đứa đi ra đây. Đấy, đây chính là chiếc du thuyền của bọn mình. Đấy nha. Tí nữa chúng ta sẽ chui vào trong cái trại này. Nó lỏng lẻo này liệu có làm ăn được gì không anh Thái? Mày kiếm thêm dây buộc chắc lại là được. Ok. Hãy khỏe lên. Bây giờ mình sẽ cho hết đồ vào cái xốp, thùng xốp này nha các bạn nha. Ra vào. Ủa, không vừa. Sao mày mang chai bia về tiệm này? Nani? Đây vỏ chai bia thôi. Bên trong nước lọc có một chai lấy tạm chai bia. Đúng rồi. Bọn mình chỉ chuẩn bị những đồ dùng cơ bản này thôi. Còn thì bọn mình xuống suối bọn mình tự kiếm đồ ăn nha các bạn nha. Còn mình chuẩn bị xúc xích xúc lắc theo cao bồi để phòng các bạn ạ. Nhớ mà không có, nhớ mà chúng mày không bắt được cá thì sao? Móm. Theo cao bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Công nhận là một con gái này chuẩn bị chu đáo hơn con trai các bạn ạ. Đúng vậy. Khanh. Con chán gì ấy? Cầm gì đấy Khanh? Cầm bít tao. Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra suối nhá. Ui, hình như hơi gió các bạn ạ. Không biết nào này có chống chịu được không đây. Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ di chuyển ra đây nhá. Nhớ bỏ dép lên trên không? Có bỏ dép ở ngoài không? Ngang. Khanh đứng ở ngoài trên này đi, để anh dưới cho. Tí này có chui vào luôn. Đâu kìa, đâu kìa. Mấy đứa đâu rồi, lên đây. Ok các bạn ơi. Đây, thấy cả em rồi. Thấy chưa? Thấy em rồi. Giờ mình sẽ thả bên cạnh cái xuống nhá. Để cho nó giữ lấy cái thuyền các bạn ạ. Còn mình thả gạch xuống mà thuyền nó vẫn đi các bạn ạ. Cái này phải chi thế. Hả? Bay xe ở trên mà. Đâu? Đây. Rồi đâu, mình ở trứng ngay trên đây này. Nóng lên đây. Đấy, bây giờ xung quanh mình toàn là nước. Ê. Mi a mi bu yo bu 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 da bu ya be ye a mu nyu 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 le te te a bu da da ma bu ya ma bu gãy hai đứa hai bên là gãy. Cái lều này nó béo các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ phải gỡ cái bỏ cái lều ra thôi. Trong clip này mới mình là con gái mà thằng cún nó tranh luôn cả cái áo phao của mình rồi. Nani? Kì xí à, mình cũng giống bạn nè. Thằng cún mà nói thêm một câu nữa là mình chân mình nhảy xuống đây luôn đấy. Mình giả vờ cho các bạn vui thôi nhá. Bây giờ mình sẽ đi review cái cảnh sông nước của quê mình cho bạn xem này.
Chứ mà các bạn là hai bên là toàn rác các bạn nhá. Sự thật là như vậy. Đúng rồi các bạn ạ. Lúc trước ở đây thì nước rất là trong sạch và đẹp. Nhưng mà đến bây giờ thì nó toàn là rác rồi các bạn ạ. Cái gì nó cắn tao ấy mày ơi. À, đi quay, đi quay. Mình mới được con ốc này các bạn ơi. Ờ thì quái rồi, cún đấy à. Bây giờ bọn mình sẽ đi thả lưới nhá. Không ai là chết đói mất. Bây giờ là mình sẽ giữ một đầu ở đây. Yeah. Em ở đâu em? Từ từ đã, đúng rồi, để anh mắc ở đâu đã. Em đâu em? Em cần. Sao? Em à? Ok các bạn ơi, mình lấy ga sưởi ấm trước này. Tại vì bọn mình thả cá dưới này thì không có cái gì ăn, cũng hơi buồn mồm. Bây giờ bọn mình quyết định đã lấy xúc xích sốt lắc heo cá bồi ra ăn các bạn nhá. Tại vì cái xúc xích này không phải nấu nướng gì, ăn được luôn. Mà thơm ngon bổ dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng. Lại còn thịt heo nhập khẩu nữa các bạn ạ. 100% thịt heo nhập khẩu các bạn nhá. Mỗi đứa một hộp đây các bạn. Mình ăn cái vị Indian này vị gì đây? Trứng muối cay các bạn ạ. Của Khanh là phô mai bắp bơ. Tùng là gì đấy? Của Tùng vàng vàng là phô mai. Wow, 4 cân luôn các bạn ơi. Có cả nĩa ra nặng các bạn này. Xúc xích ngon chưa? Mình ăn xúc xích sốt lát heo cá bồi đây. Rồi, lắc lên, lắc mạnh lên ăn. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ô, không sao các bạn ạ, nước không vào. Ô, không sao các bạn ạ, nước không vào. Lên tiếp. Trời bắt đầu đổ mưa các bạn ạ. Hôm nay bọn mình sinh tồn dưới mưa rồi. Bọn mình vừa bỏ cái lều ra dưới mưa các bạn ạ. Toang rồi. Wow. Làm gì mà lố vậy hả Tùng? Thì phải làm thế ăn mới ngon. Mời tất cả các bạn nhá. Quá ngon luôn. Cho chấm kẹp đi nào. Ok. Thôi, chấm kẹp đó, không ăn kẹp. Uống nước lọc rất tốt cho sức khỏe. Các bạn hãy uống nước lọc vào hàng ngày gọi nhá. Khách ơi, sao mày mang mỗi một hộp vậy? Tại bây giờ chúng mày ăn chanh của tao à? Cái nhau của tao 4 hộp cơ mà. Mày mồm trâu à? Là hộp kia mày phải biết nhường nhau chứ. Hey, tao vẫn còn một hộp này. Có 4 cá chưa? Chúng mày mới nhường một cái được chưa? Khi mình xa cơ, thật thế trên cuộc đời. Các bạn ơi, trời mưa mất rồi đấy. Tối luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ thu lưới xem con cá nào không, lưỡng cá ăn không đi về thôi. Mưa này lạnh lắm các bạn ạ. Mà bọn mình có mỗi cái bếp ga này sưởi ấm nó không đã. Đây bọn mình đang bật bếp ga lên sưởi ấm này. Chứ không là giờ lạnh lắm các bạn ạ. Ôi thầy, mình mắc bẫy rồi. Bẫy gì? Bẫy gì? Con này nó chỉ phá thôi các bạn ạ. Cá không đây? Không có con bóng nào luôn. Ôi, chắc là không có cá rồi. Ê, được một con cá gì đây này, có cá rồi này. Ôi, một con đưa đây này. Trời ơi, cá to vậy trời. Cá giết. Cá này cá gì? Đây, cá mặt tiếng trên bàn rồi. Cá mặt tiếng hả? Đó là cá chim. Cá chim á? Làm đi. Vừa đánh lưới được mấy con cá này. Đấy, một con rô phi này to chưa? Với lại một con cá rô đồng này, một con cá rô đồng, một con cá gì đây nữa này, này cá này các bạn ơi, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 4 con cá các bạn ạ. Thôi bây giờ bọn mình lên đã, bọn mình di chuyển lên bờ đã, lạnh lắm rồi. Trời tối luôn rồi các bạn ạ, và bọn mình không thực hiện thử thách nữa đâu, đi về thôi, sợ ma lắm rồi. Do bọn mình mang ít đồ quá cho nên là không thực hiện được lâu các bạn ạ. Hết nữa rồi các bạn ạ, bây giờ bọn mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha. Bye bye. Bye bye.